Đấy là đủ tiền gốc của nó rồi đúng không chú? Hôm nay thì Tố Đức đã giả cho em Quân hết tổng cái số tiền mà cả lãi với lại cả tiền gốc là 51.240.000 cô bác này. Con rất vui khi được cô bác anh chị đã gửi tiền cho con để nộp ngân hàng cho con. Và bây giờ con cũng không được giả ngân hàng nữa thì con rất vui và con biết ơn tất cả các ông bà, các chú anh chị ạ. Con mang ơn tất cả các ông bà của chú anh chị rất nhiều ạ. Đấy, vừa rồi thì em Quân cũng đã chắt ra được 1 lít mật ong được cô bác này. Màu mật ong khoái thì nó sẽ đậm hơn lại cái màu mật ong rừng của bác nhé. Đấy và Chú Lực cũng có in thêm một cái tem của bản em để dán vào đây cô bác nhé. Đây mật ong khoái rừng và có những công dụng gì thì Chú Lực đều là ghi hết ra đây rồi cô bác. Còn nếu mà cô bác nào muốn quan tâm tới mật ong của Chú Lực hoặc là mật ong của em Quân thì có thể là điện hoặc là Chú Lực qua số điện thoại ở trên màn hình, Chú Lực gửi những cái clip mật ong nguyên chất tới tay cho quý ông bà. Trước khi mà Chú Lực gửi cho các bác thì Chú Lực sẽ là dán tem này, xong là Chú Lực sẽ cho thêm một cái lớp ni lông để Chú Lực phủ lên trên cái nắp này, và Chú Lực sẽ dùng cái máy kho các bác để kho lại. Đấy, Chú Lực sẽ dùng cái kho để kho lại, cố định cái nắp nó để cho nó chắc cô bác này. Chú Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lần đầu tiên thì cho Chú Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các mạnh thường quân và tất cả khán giả đang theo dõi trên kênh Bạn Em. Con kính chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị. Dạ thưa cô bác, là hôm trước thì Chú Lực cũng đã nói là đến ngày 19 thì Chú Lực sẽ lên ngân hàng, sẽ lên thu cái phần tiền ngân hàng. Thì Cháu Lực cũng hẹn cô bác anh chị là đến ngày 19 là sẽ đi giả cái khoản ngân hàng cho em Cương, cho em Quân là 50 triệu cô bác. Và bây giờ thì trước khi giả thì cho Lực xin được phép thông qua cái danh sách quý ngân hàng của nhà em Quân là một chút cô bác nhé. Trong thời gian này thì Cháu Lực cũng nhận được thêm một số khoản mà các bác anh chị gửi tới cho em Quân để giúp cho em Quân sẽ đủ tiền giả cái khoản ngân hàng trước tiên cô bác. Ở đây thì bây giờ cái khoản ngân hàng chỉ có giả 50 triệu thôi cô bác. Nhưng mà trong thời gian này thì Cháu Lực cũng đã nhận được lên tận 60 mấy triệu rồi cô bác. Đấy, cái quý này thì Cháu Lực cũng đã đọc lên là chắc là 1-2 lần rồi. Bây giờ thì Cháu Lực xin phép là thông qua cái danh sách của nhà em Quân thêm một lần nữa cô bác nhé. Hay còn ở cái phần này, cái phần mà gửi cho Cháu Lực để đổ xăng ấy thì Cháu Lực viết là riêng ra cô bác nhé. Ngày 18 tháng 8 thì có cô giấu tên ủng hộ em Quân là 2.500.000 và cô có gửi cho Cháu Lực là 500.000 để đổ xăng. Ngày 18 tháng 8 thì có bác Quang ở Mỹ là 2 triệu, bác cũng gửi cho Cháu Lực là 500.000. Ngày 18 tháng 8 thì có cô Bình Dương gửi là 900.000 và cho Cháu Lực là 100.000. Ngày 20 tháng 8 có chị Nguyễn Thúy Kiều Thu gửi 1 triệu và cho Cháu Lực là 380.000. Ngày 20 tháng 8 thì có bà Khanh là gửi 1 triệu. Ngày 19 tháng 8 thì có cô giấu tên là 500.000. Ngày 19 tháng 8 thì có bà Bảy ở Đồng Nai là 500.000. Ngày 21 tháng 8 thì có chị Hoàng Thị Phượng gửi 200.000.
ngày 21 tháng 8 thì có cô Đỗ Thảo ở Mỹ là gửi 9 triệu đồng và cô có cho cháu Lực là 830.000 để làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 22 tháng 8 thì có cô, có bà Ngô Thị Lan từ Sơn Bắc Ninh gửi 500.000. Ngày 22 tháng 8 thì có bác Nguyễn Hải ở Mỹ gửi 2.360.000 và cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng là 597.000. Ngày 23 tháng 8 thì có bà Nguyễn Thị Quế gửi 300.000. Ngày 23 tháng 8 thì có cô Út Hồng gửi là 800.000 và cho cháu Lực là 200.000 làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 23 tháng 8 thì có bác Xuân Vũ ở Úc là gửi 5 triệu đồng và cho cháu Lực là 534 làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 25 tháng 8 thì có cô Võ Thị Nương ở Úc là gửi 2 triệu đồng. Ngày 27 tháng 8 thì có bà Bùi Thị Hoa gửi 500.000 và cho cháu Lực là 200.000 làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 28 tháng 8 thì có bà Phong Trương ở Mỹ là gửi 2 triệu đồng và cho cháu Lực là 360.000. Ngày 29 tháng 8 thì có cô Thủy ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc là gửi 500.000. Ngày 3 tháng 9 thì có cô bé ở Mỹ là gửi 10 triệu đồng và cô cho cháu Lực là 80.000 đổ xăng làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 6 tháng 9 thì có bà Chu Diên gửi 1 triệu. Ngày 24 tháng 9 thì có Nguyễn Phong Tường là 500.000. Ngày 25 tháng 9 thì có chú Tiến gửi cho em Quân là 1 triệu đồng và cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng là 100.000. Ngày 4 tháng 10 thì có bà Đào Nguyên gửi 800.000 và cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 200.000. Ngày 4 tháng 10 thì có cô giấu tên ở Bắc Hà gửi 1 triệu. Ngày 5 tháng 10 có cô bé ở Mỹ là 12.140.000. Ngày 5 tháng 10 thì có bà An Phạm ở Mỹ 1.215.000. Ngày 6 tháng 10 có bác Thảo Đố ở Mỹ 4.840.000. Ngày 9 tháng 10 thì có bà Bích gửi cho em Quân là 800.000, gửi cho em Quân là 1 triệu và cho cháu Lực là 200.000 làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày 9 tháng 10 thì có cô giấu tên là 500.000. Ngày 18 tháng 10 thì có cô Đặng Thị Huệ ở Nhân Trí, Thanh Xuân, Hà Nội là 200.000 và tổng số tiền cháu Lực nhận hiện tại là 65.700.000 là 55.000 cô bác nhá. Và một tí nữa thì cháu Lực sẽ trích ra là 50 triệu rồi để giả ngân hàng rồi thì số tiền còn dư là 15.750.000 cô bác nhá. Hay ở đây thì có một số cô bác ông bà thì sẽ gửi hai lần thì sẽ có hai cái tên ở đây cô bác, chứ cháu Lực không có cộng dồn vào cô bác ạ. Đấy, và trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã trao những tấm lòng vàng tới cho em Quân để cho em Quân có cơ hội được giả cái phần khoản ngân hàng nhá. Vâng ạ. Con cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị và các mạnh thường quân đã gửi tiền cho con để con giả ngân hàng ạ. Con biết ơn tất cả các ông bà cô chú anh chị ạ. Hay còn cái sổ ngân hàng thì cháu Lực đang cầm trên tay rồi cô bác. Cháu Lực sẽ không có quay cái quyển sổ ngân hàng này nhiều cô bác. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng có ra với lại các anh ở ngân hàng ấy rồi. Thì các anh bảo là ở trong đấy thì các anh sẽ không có cho quay. Thì bây giờ cháu Lực sẽ đi gặp anh trưởng thôn. Anh trưởng thôn thì đang thu lãi ngân hàng ở dưới kia. Đi gặp anh trưởng thôn rồi sẽ cùng anh trưởng thôn là đi vào cái phần bên cái ngân hàng ở bên kia thì cháu Lực giả. Ở đây thì trên xã cháu Lực không có cái bên cửa hàng người ta ngân hàng đâu các bác. Ở đây thì người ta từ dưới huyện lên cứ ngày 19 là người ta lên thu lái đều các bác. Đấy, và trên tay của cháu Lực thì cũng đã chuẩn bị là đủ 50 triệu rồi các bác này. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ đếm qua cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết là cái số tiền này đã đủ 50 triệu thôi các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Đấy. Bây giờ thì sẽ đủ là cái khoản là 50 triệu để đi giả cái phần gốc ngân hàng của em Quân các bác. Đấy. Bây giờ thì hai anh em sẽ di chuyển đi ra bên kia để giả ngân hàng cho người ta quá. Đây, và đằng sau của cháu Lực thì cũng có một cái gian hàng nhỏ nhỏ các bác. Đấy, cái gian hàng này thì đây thì cháu Lực đi thu mua lại của mật ong của các em. Thì cháu Lực sẽ bán hộ các em luôn các bác. Ở đây thì gồm có là hạt, ở đây thì gồm có là chè san tuyết này, gồm có mật ong khoái rừng này và mật ong bạc hà, cộng thêm là mật ong rừng nữa các bác, và có thêm là hạt dổi nữa các bác. Cháu Lực cũng rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thiện nguyện bé nhỏ của mình các bác này. Còn bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ di chuyển ra bên kia thôi nhỉ. Vâng. Đi ra bên kia, gần đây thì anh em mình không có đi đi xe nữa, anh em mình đi bộ luôn. Vâng ạ. Đấy, cháu Lực thì hiện tại là thuê trọ ở trên này một chút cô bác này. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là di chuyển ra bên kia để đi vào và giả cái phần khoản lãi ngân hàng của em Quân cô bác. Đây, ở bên này thì là có ủy ban rồi. Có vẻ như là thời tiết hôm nay rất là nắng này cô bác này. Đấy, còn cho cháu Lực xin được phép nói qua một chút là vấn đề của trên nhà em Sử. Nhà em Sử thì hiện tại cháu Lực đang đi gọi vật liệu rồi cô bác. Thì vật liệu thì người ta chở từ bên tỉnh khác vào, thành ra là cũng phải đi một thời gian, cũng phải đi mất tầm độ một ngày thì mới đến nơi được cô bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi gặp anh trưởng thôn một chút, vừa rồi thì anh ấy có đang ở đây cô bác, không biết là anh lại đi đâu rồi. Mình tính trên lái được không? Có lái chứ. Có lái á? Hai từ bố chết là có nộp đâu. Từ bố chết là chưa nộp lái à? Ừ. Thế bây giờ là cộng cả lái nữa vào thì hơn 50 mấy á? Hơn vẫn phải rơi vào 50 mấy đấy. 50 mấy á? Nó cứ hơn triệu. Làm thêm 10 ngày đủ. Làm thêm 10 ngày thì có đủ không? Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng đã đang ngồi nói chuyện với anh trưởng thôn rồi cô bác. Bây giờ thì lại bảo là có thêm một chút khoản lái nữa, thì một tí nữa cháu Lực sẽ vẫn cái trích cái tiền quý của em Quân ra để đóng cái phần lái này đó. Bây giờ thì một tí nữa thì chú đây hộ cháu nhá. Xong thì cái sổ này cũng đen hết rồi. Vâng, số chắc lâu. Đây là 50, chú hộ cháu đếm xem là đủ chưa. Xong rồi tí còn phát sinh thêm tiền lái nữa thì lúc đấy thì cháu chuyển khoản cho người ta sau cũng được đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Đúng. Đây là đủ tiền gốc của nó rồi đúng không chú? Ừ. Đấy, cũng xin giới thiệu với cô bác một chút. Đây là chú Trương, là chú là trưởng thôn ở chỗ em Quân là đang ở hiện tại. Hay vừa rồi thì cháu Lực. Trưởng đấy. Đây, trưởng của ngân hàng ấy. Đội trưởng đội ngân hàng à? À là chú là chuyên gia là thu ngân hàng đúng không? Hay vừa rồi thì cháu cũng đã ra bên xá là thông qua các chú bên xá một chút rồi, thông qua cái chú chủ tịch ấy. Hay rồi thì cháu cũng bảo là xong thì một tí nữa thì chú cùng cháu vào nhá. Một tí thì chắc chắn là phải có chú thì mới giả được rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ vâng. Giả nó. Vâng. Thế chú uống nước xong rồi chú cháu mình cũng đi cho nó xong cái buổi sáng này đi. Như Quân thì nếu mà bây giờ mà không có giả này thì là sau này liệu có cộng lái dồn không chú? Có chứ. Có à?
Thế sau này lúc mà em mới đủ 18 tuổi thì vẫn phải là từ cái hôm nào mà không đóng lái, xong mà đến hôm 18 tuổi thì phải giả hết đúng không? Dạ, vì bây giờ bố nó có bị đỏ mà người ta thu hồi đất ngay. Vâng. Thu hồi đất thì nhà gia đình không có con gì để mà canh tác nữa rồi. Ở bên kia thì người ta làm đến mấy giờ thì nghỉ chú? Bọn ngân hàng nó không kiêng, kể cả 1-2 giờ nó vẫn làm. 1-2 giờ vẫn làm à? Ừ. Nhưng mà nó chỉ lên 1 tháng lên 1 lần thôi à? 1 tháng lên 1 lần. Hay đây thì nếu mà đi xuống huyện thì cũng khá là xa ấy cô bác. Đi mất tầm độ 4-5 tiếng thì mới đến huyện được. Cho nên là cháu Lực cũng là hỏi anh trưởng thôn xem là ngân hàng lên vào hôm nào thì sẽ đi vào hôm đấy để giả luôn. Hay đến hôm nay thì là cũng đến ngày mà người ta lên thu cái phần lái rồi. Và bây giờ em Quân thì sẽ bỏ lên trên cái đôi vai của mình một cái khoản nợ mà đối với em Quân nó cũng rất là lớn cô bác. Và cháu Lực cũng xin được nói thêm một chút nữa cô bác nhé. Một tí nữa thì cái phần khoản mà còn lái ra ấy, nếu mà người ta lúc đấy người ta tính cho ấy thì là sẽ phải nộp cái phần lái đấy trước rồi thì mới giả được cái khoản ngân hàng cô bác. Chắc cái khoản lái này thì cũng chỉ đến tầm 1 triệu thôi chứ chú nhỉ? Chắc thế thôi, từng triệu. Vâng. Và trước khi mà cháu Lực tiến hành vào giả ngân hàng ấy cô bác thì cháu Lực cũng đã xin ý kiến của các mạnh thường quân rồi. Và cũng được rất là nhiều mạnh thường quân có gọi điện cho cháu Lực trực tiếp và có đồng ý cùng với ý kiến với cháu Lực như vậy. Thì hôm nay thì cháu Lực sẽ đi vào và giả cái phần khoản ngân hàng cho em Quân đấy cô bác. Bây giờ mình đi cho chú. Đi thôi chú nhỉ. Xe chú để đây thôi chứ. Dạ. Cầm lên tí mất đấy. Ôi trời ơi. Cầm tiền to quen sợ. Chú thì cầm cả cục rồi gì nữa. Chú đi xe máy đi à? Đi máy đi ngay đây mà. Chú cháu mình đi bộ ra kia đi nhỉ. Xe chú để đây cũng được. Hay ở đây thì cháu Lực chỉ có cùng với anh trưởng thôn là đi ra bến gần đấy thôi chú cô bác. Thì cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa. Tại vì là cái này nó còn liên quan tới rất là nhiều những cái vấn đề. Thì thành ra là cháu Lực sẽ xin phép cô bác anh chị là đến cái khoản này thì cháu Lực sẽ không ghi hình nữa. Đợi một tí nữa rồi thì cháu Lực cùng với anh trưởng thôn với lại em Quân đi giả hết cái phần khoản ngân hàng rồi. Rồi ra như thế nào rồi thì cháu Lực sẽ là nói cho cô bác anh chị là cùng biết thêm. Đấy, ở đây thì ở đằng sau cái ô tô đen đen kia của bác này. Đấy, ngân hàng này thì cháu Lực cũng đã nói rồi là 1 tháng người ta chỉ lên đây có 1 lần thôi. Thì đúng hôm nay thì là ngày người ta lên rồi. Thì cháu Lực sẽ đi vào và giúp cho em Quân là bỏ lên trên đôi vai của em ấy một cái gánh nặng mà cực kỳ mà lớn luôn cô bác. Và nói là trong thời gian qua cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Hay còn bây giờ thì cháu Lực với anh trưởng thôn là đi vào thì cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa cô bác. Một tí nữa thì giả như nào rồi cháu Lực sẽ ghi hình cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị sau. Cháu Lực cũng rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khoản đấy cô bác. Tại vì nó còn liên quan tới rất là nhiều cái vấn đề cho nên là cháu Lực sẽ không có quay phim và ghi hình được cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực đã hộ em Quân là giả hết xong rồi cô bác. Đấy, giấy tờ thì cháu Lực đang cầm trên tay rồi. Thì một tí nữa cháu Lực đi vào phòng trọ rồi cháu Lực sẽ quay cái cận cảnh hơn cô bác. Anh trưởng thôn thì bây giờ vẫn còn đang ở trong phải hoàn thành thêm một chút cái công việc của anh nữa. Đấy. Thời tiết thì hôm nay khá là nóng luôn cô bác này. Cũng rất là may và trong khi đó thì bây giờ trên đôi vai của em Quân thì đã hầu như là đã không còn cái gánh nặng mà phần cái khoản là ngân hàng đâu cô bác ạ. Đấy, nước thì vừa rồi thì mấy anh em cũng đã vừa uống xong rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì đi về thôi cô bác. Đã xong cái việc rồi cô bác ạ. Dạ thưa cô bác, thì cô bác cũng hiểu cho cháu Lực một chút. Tại vì là đi vào cái phần ngân hàng ấy có rất là nhiều những cái giấy tờ hay là những cái điều mà nó liên quan tới pháp luật gì đấy cô bác, thì cháu Lực sẽ không có ghi hình được. Thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực được.
Chị đâu về ấy chị? Ô Minh đâu về ấy? Hả? Ra đây. Xã. Ừ. Bây giờ thì cũng đã đến cái chỗ mà trọ của cháu Lực ở thưa cô bác này. Xe của cháu Lực thì gồm là sẽ có là hai cái phiếu mà chưa có đóng lái cô bác, thì người ta phải bắt buộc là mình đóng lái trước, đóng lái xong hết rồi thì người ta mới cho mình đóng cái tiền gốc của nó sau. Hôm nay thì cháu Lực đã giả cho em Quân hết tổng cái số tiền mà cả lái với lại cả tiền gốc là 51.240.000 cô bác này. Đây ở đây thì đây có thể quay ra gần tí được không? Quay, che. Cứ kệ nó quay cả trời đi, xong tí mình che rồi. Rồi thì che khó lắm, mình cứ che đi. Đây vừa rồi thì cháu Lực đi nộp với cô bác là cái tiền gốc của nó là 50 triệu này, còn là cái tiền lái của nó 3 tháng vừa rồi là 790.000 cô bác đấy, 790.000 này đấy, và cộng thêm là hai cái tờ phiếu mà ở bên chỗ anh trưởng thôn là bố của em Quân là chưa có đóng được đúng không? Vâng. Đấy thì là cháu Lực giả là 5 tháng mà bố Quân không có giả được tiền lái cô bác, 5 tháng mà bố em Quân không có giả được tiền lái cô bác này. 5 tháng thì người ta lấy là lái là 1.240.000. Ở đây thì cái số tiền lái là 50 triệu mỗi tháng là 280.000 đấy cô bác. Đấy và cái giấy này, cái phiếu giao dịch này thì đã giao dịch là đủ hết xong cái khoản phần ngân hàng của em cô bác nhá. Đấy, ở đây thì cháu Lực sẽ không có quay ký về cận cảnh về cái quyền sổ này lắm cô bác. Đấy ở đây thì sẽ gồm có chữ ký của là giao dịch viên này và kiểm soát viên, và cộng thêm nữa khách hàng là em Quân cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cho cháu Lực xin được phép là tổng qua cái tiền của nhà em Quân cô bác. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 năm 2023 thì cháu Lực hộ em Quân là trả tiền ngân hàng, tiền gốc của nó là 50 triệu, còn là đóng lái là 1.240.000, tổng cộng tất cả là 51.240.000. Và số tiền bây giờ tiền quý của em Quân cháu Lực đang cầm là 14.514.000 nhá. Đấy. Còn mấy cái tờ này thì cầm về đi nhá. Cầm về xong là để cất cẩn thận thật kỹ, một thời gian sau nếu mà có cái gì thì còn biết là mình còn biết lấy ra nhá. Hay có khi thì nếu mà để ở nhà nó mà sợ mất quá thì một tí nữa anh để đây cũng được. Được. Nhá. Được. Tại vì tại để đây cũng được. Được. Đấy. Và trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin được cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Đấy, đến hôm nay thì em Quân đã thực sự bỏ đi trên đôi vai của mình một cái gánh nặng mà rất là lớn rồi. Đấy, Quân thì hôm nay em cảm giác là như thế nào? Em rất vui ạ. Đây là rất vui à? Rồi. Cô bác anh chị ạ, không phải là cháu Lực nói đi nói lại với cô bác, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực rằng là đi vào ngân hàng cháu Lực không thể quay lên được, tại vì là còn liên quan đến rất là nhiều thứ cô bác. Rất là mong của bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhá. Bà thì với ông thì hôm nay thì cũng biết là em Quân lên đây để đóng cái phần khoản ngân hàng rồi. Thế bây giờ thì chắc là rất là vui rồi cô bác, không có cái cảm xúc nào mà diễn tả nữa. Bây giờ nếu mà không có đóng được ấy, không có trả được ấy, thì sau này đủ 18 tuổi thì người ta vẫn ra lấy đủ cái khoản lái mà từ lúc mà bố Quân không có đóng được tới thời điểm mà năm em ấy 18 tuổi. Ngày vừa rồi thì cũng có nói cùng với lại các anh rồi, thì các anh cũng tạo điều kiện và giúp đỡ cho em Quân. Vừa rồi thì lên thì ông bà đang làm gì? Ông bà, ông thì ở nhà đi lấy cỏ, còn bà thì đưa em về học. Bà đưa em đi học à? Vâng. Đưa em đi học, lúc này là chưa đến nhà? Chưa. Từ dưới nhà em lên thì cũng khá là xa cô bác. Bà thì mỗi buổi sáng là đều đưa bé Hiếu đi học, xong rồi đến chiều tối thì lại đón về một cái quãng đường mà nó cũng rất là xa, và đi thì nó cũng rất là khó khăn đấy cô bác. Thì rất là may bà còn có một cái sức khỏe nó không được
có thể là không có được khỏe như bao ngày khác, nhưng mà còn có sức để đưa được cháu của mình đi học cô bác. Có một số cô bác có theo dõi được sau những thức phim thì không biết, không hiểu tại sao mà cháu Lực lại giả tiền ngân hàng cho em Quân cô bác. Thì cô bác có thể là theo dõi những cái thức phim, xem lại những cái thức phim cũ mà cháu Lực đăng tải lên. Thì cháu Lực cũng đã xin ý kiến của các mạnh thường quân rồi, để và được đồng ý, được sự nhất trí của các mạnh thường quân thì cháu Lực mới tiến hành làm cái việc đấy cô bác nhé. Chứ không phải là một mình cháu Lực tự quyết định vào mà làm đâu. Không phải là cháu Lực cầm tiền quý của các em thì do cháu Lực quyết định đâu cô bác. Không phải đi xin ý kiến của mạnh thường quân mọi cái thì cháu Lực mới tiến hành và làm được cô bác. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Quân thì có một lời nào muốn nhắn nhủ tới các quý ông bà không? Có. Con rất vui khi được cô bác anh chị đã gửi tiền cho con để nộp ngân hàng cho con. Và bây giờ con cũng không được giả ngân hàng nữa thì con rất vui và con biết ơn tất cả các ông bà, các chú anh chị ạ. Con mang ơn tất cả các ông bà, các chú anh chị rất nhiều ạ. Em Quân thì cũng chỉ học đến lớp 5 thôi các bác. Có thể là em không có biết truyền tải những cái cảm xúc mà để cho các bác hiểu được. Nhưng mà cô bác anh chị cũng hiểu rằng là những cái lời mà em Quân nói ra thì đều là những cái lời mà tận trong đáy lòng của em Quân nói lên và muốn gửi cho tất cả quý ông bà, của chú anh chị. Cháu Lực cũng chúc tất cả quý ông bà, của chú anh chị và tất cả khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bạn Em một cái sức khỏe dồi dào và luôn luôn đồng hành cùng bạn em cô bác nhá. Thế còn cái thức phim hôm nay các bạn cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác anh chị. Con kính chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị ạ.